部分主席呢，对于南方的民主呢，帮祖国同胞的幸福，后面呢，有一位白本命10岁，刚来ở đâu có thể về ngay một bàn kỹ thuật cầm tay quỳ lại.Xin nhắc lại là bé Tuấn Minh 10 tuổi đang ở đâu về ngay khu vực bán kỹ thuật gặp mẹ Quỳnh ạ. Vâng, tiếp theo anh bây giờ đây xin giới thiệu lên sân khấu phần trình diễn tuyệt đội Peppers.